Dạ con xin chào ông bà cô chú và xin chào các bạn. Ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, con có bánh bí đỏ nè. Để con cắt ra con ăn thử có ngon không. Con cho em kiếm ăn nữa. Con vịt này nó có kêu con hay gì á. Nó kêu riết luôn cái đũa tay con. Nó giỡn với con chó luôn nè. Ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, nó giỡn với con chó đó. Để con cắt ra con ăn thử có ngon không. Em vịt ơi, em vịt lại đây chơi với chị nè. Chị Trang bánh, lại đây chơi với chị. Chị Trang bánh kiết, lại đây chơi với chị nè. Ôi mẹ ơi, em đói dễ thương quá à. Cái bánh này con khoái ăn lắm luôn á. Con cắt lộ luôn rồi. Dính cái kéo kìa. Đã cắt ra rồi cái mùi nó thơm lắm luôn á. Cắt ra rồi cái mùi nó thơm phức luôn. Chắc là cái bánh bí đỏ này ngon lắm đây. Nó dính luôn. Đấy, một chiếc bánh nữa nè. Dạ cảm ơn bà cô chú ăn bánh nè các bạn bánh. Tôi kêu một miếng kem vịt. Nó ăn ngon lắm. Đây, một miếng này. Nè cái bánh nè. Em ăn đi. Miếng này là của con vịt. Hả? Nó sẽ lộn luôn cái tay con. Một cái nữa. Đây con bẻ ra một miếng. Nó kêu nè. Nó sẽ lộn ra con hoài à. Ăn phải nhìn cho em vịt nữa. Không biết con gì nữa. Nè, miếng con vịt nè. Ý, nó làm nè. Miếng này của con nha em vịt. Một miếng nữa. Em vịt của con nó khoái lắm luôn. Làm gớt luôn kìa. Hả, ăn đi. Con làm gì vậy Nhi? Thì ông cho con vịt nó ăn bánh mẹ. Cho ăn bánh hả? Dạ. Ăn thấy ghét vậy? Nó ăn ngon á mẹ. Trời ơi, ăn cái miệng thấy ghét không? Khoái ăn bánh lắm hả ghét? Ừ. Cái bánh bim bim này bà mê lắm luôn á cả nhà. Mẹ nhặt mấy cái bánh nè. Ở dưới á. Mẹ thấy nó gót thì mẹ nhặt. Cho mẹ miếng ơi. Thèm cái vậy, 2-3 miếng luôn. Không được, cái này không được. Cái này đẹp cho mẹ. Cái nào không được hết trơn con. Cái này 2 miếng nè. Ừ, cảm ơn con. Mẹ ăn nữa. Ăn thấy thương luôn. Bạn vịt kỳ lạ. Bạn vịt thích ăn bánh. Bạn vịt ăn bánh bim bim. Em đót đi dí con gà gừng trong kia rồi Nhi. Dạ. Nó đào quá trời luôn á. Ngon quá. Cho mẹ nữa con. Nó thơm thơm béo béo giòn giòn. Cho em vịt ăn chung với con luôn. Ừ. Cho ăn ít thôi, ăn nhiều nó liều à. Đi chơi không biết đường về. Để con đuổi heo rồi con. Con chạy heo con phải đá con khóc luôn kìa.
Con đau cả tay luôn rồi, vậy hôm đến hôm nay luôn cũng không hết. Mà hôm qua mẹ bảo con để mẹ qua mẹ bắt nó về mà sao con dí nó chi vậy? Dí nó về cho sợ về. Nó lớn rồi cũng phải lưỡi theo. Rồi nó chạy vòng vòng con té hả? Dạ. Nó làm con bị té luôn này. Dạ. Con thấy nó ở đâu, ở chơi với con bịch của cô Hai bà nó hả? Dạ. Con để cho nó mấy miếng đó thôi. Nó không thấy á, chỉ cho thấy không? Bữa nay mẹ thả nó ra muộn rồi, nó ở nhà nó không đi chơi, chứ thả nó sớm nó đi qua bệnh nó chơi nữa. Nó lì lắm, nó đi chơi nó không biết đường về luôn. Chắc là tối nó mới đi chơi. Tối nó sợ không đêm còn nó không dám đi đâu hết á. Dạ hả, nó về ở nhà thôi. Đi chơi muộn lắm. Rồi giờ ăn rau rồi, thèm rau rồi kìa. Nó khỏe lắm. Nay Noel nè, gió lạnh quá. Qua mùa Noel rồi hả mẹ? Chưa con. Thế rồi lại ăn cái bông của mẹ. Chưa rồi cho nó miếng thôi. Chắc ăn không? Chắc ăn chán rồi. Để xuống đó. Đúng rồi, để lên bàn đó. Kiếp nè. Dụ đó. Kiếp nè, ốc. Đây mẹ dụ cho. Nè Kiếp ơi, ở đây, ốc nè. Nè, run. Nè Kiếp. Ăn chán nó rồi đó. Nè, Kiếp ơi, ở đây. Nè đây Kiếp. Nó không ăn nữa thôi kệ nó. Nhìn nó thèm rau rồi. Nó thèm cái bông của mẹ. Cho mẹ miếng nữa đi con. Mẹ cái tay chứ được ăn đâu. Sao vậy? Dạ. À cho mẹ hai miếng luôn hả? Rồi hôm nay học có vui không? Dạ vui. Hôm nay có mình cô Ly dạy à hả? Dạ. Đến con nói chừng luôn nè. Ngon quá. Ngon kiệt rồi luôn hả mẹ? Hôm nay các bạn đi học đầy đủ không? Dạ không, ít bạn đó mẹ. Vậy hả? Dạ nghỉ học rồi bạn Trang mới đi học. Chứ có mỗi lần Yến thôi. Chơi một mình buồn, con phải chơi với thằng Yến. Hôm nay rồi con chỉ luôn. Con chỉ gì? Con chỉ các bạn học bài chữ cái. Vậy hả? Dạ. Phải biết chỉ không á? Dạ, biết. Con chỉ các bạn học chữ gì? Học chữ O. O O O O A A. Rồi hôm nay học chữ mới nữa đó mẹ. Chữ gì con? Chữ em đó là tờ cờ y. Vậy hả? Dạ. Với em số nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chỉ có mỗi số đó thôi. Vậy thôi đó mẹ. Dạ cô có dạy con phép tính không? Dạ không. Vậy hả? 3 cộng 3 bằng mấy? 3 cộng 23 là 6. Rồi 5 cộng 4 bằng mấy? 5 cộng 4. Em để cái này vô đây. 5 thêm 4 nữa là mấy? Là 9. Giỏi ta. Rồi 4 cộng 3 bằng mấy? 4 cộng 23 là mấy? Giỏi. 4 cộng 23 là 7 á mẹ. Rồi bây giờ trừ nha. Dạ. 3 trừ 2 bằng mấy? 3. 3 trừ 2. Con giơ 3 ngón tay lên. Rồi cái bàn kia bập lại đi. Cái bàn nó bập lại đi. Đúng rồi con bập lại.
Rồi ba ngón tay giơ lên. Rồi ba ngón tay. Bây giờ 3 trừ 2 là mình vập hai ngón lại. Rồi là còn mấy? Dạ còn 1. Vậy là 3 trừ 2 còn mấy? Dạ còn 1. Đúng rồi. Rồi bây giờ tiếp nha. Rồi 4 trừ 2. 4 ngón tay đâu? Đúng rồi. Cái bàn hai ngón nó vập lại đi, không có sử dụng, đúng rồi. 4 ngón tay, 4 trừ 2 con vập xuống hai ngón. Đúng rồi, là còn mấy? Dạ còn 2. Vậy là 4 trừ 2 còn mấy? Còn 2. Đúng rồi, mà mốt mình tính trừ là mình tính vậy nghe chưa? Mình tính cộng là mình cũng tính vậy. Khi nào mình tính quen rồi bắt đầu mình tự nhẩm ra luôn, không cần phải giơ ngón tay lên, hiểu không? Dạ. Ừ. Thôi ăn đi. Dạ, con đợi hoài, con thèm quá. Đợi hoài thèm quá hả? Mẹ miếng. Ừ, mẹ có ăn không? Rồi. Con xin lỗi mẹ. Ừ, mẹ không chơi con đâu. Ừ. Thôi cho em kiết ăn đi. Nó gớt xuống đây cho em kiết nó ăn đi. Con cho mẹ kiết. Cái máy nè. Rồi, mẹ cảm ơn con. Con ăn đi. Dạ. Ừ. Cho bà bịt bác ăn đi. Con coi là rẻ nguyên nó có ăn không? Ăn miếng bự nó sẽ ăn được không? Ừ. Cho nó ăn chi nhiều cho nó lì gắt thì cho nó ăn. Ừ. Ăn chán rồi đó, miệng nghe ghét không đó. Kệ đi con. Ừ, thôi kệ đi, tự nó ăn đi. Cái lưỡi ăn ngon lắm ạ. À. Thì nấu cháo ăn cái lưỡi ngon lắm ạ, à, lưỡi béo lắm ạ. À. Nói nó giòm. Nó nhìn con á. Ừ. Mặt thấy ghét à. Ừ. Con thích kiếc ăn nha kiếc. Ừ. 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 Không, không, con không chịu, con không chịu, nó nói vậy á. Ăn phải đưa lên tay mới chịu ăn à. Chịu nổi không? Để đây không chịu ăn đâu. Nè. Nè. Chán rồi đó. Ừ. Thấy ghét không? Cái giọng ăn chán thấy ghét không? Cái gì đây mẹ? Cái gì vậy? Hả? Cái này cái vườn. Giống cái vườn việt không? Nó bậy quá, tưởng tượng bậy bạ. Cái này, nhưng mà cái này nó có cái lỗ này mà. Giơ lên, con phải giơ lên thế này. Như là hai. Đó là cái gì biết không? Giống như cái nạn thun vậy đó, nạn thun để bắn con chim á. Hồi xưa cậu hai hay làm nạn thun để dành bắn con chim nhé. Bắn con chim làm gì mẹ? Bắn con chim đem về chơi. Bắn con chim nó xỉu, nó gớt, nó đất cái lượm đem về. Về chơi. Ừ. Nó còn bay vậy sao mà lấy nó được? Nó nằm trong đất, con nó xỉu á. Rồi thôi vô con ơi, lạnh quá. Sắp dạ. Tối rồi đó. Dạ. Cái kéo này. Ừ, để nó đi. Chứ dạ. Mẹ lấy vô cho con. Dạ, con mong bà cô chú. Cô chú mà cô chú nhiều sức khỏe. Cái kênh ủng hộ con nhé. Xin ra các bạn. Hẹn gặp lại sau. Bye bye. Ít giờ ít lắm rồi đó mẹ. Dạ, mỗi chừng qua.